Các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái vlog nhỏ nhỏ ngắn. Và lý do tại sao mình làm cái vlog này, bởi vì sắp tới có một cái công ty họ mời học viên của mình tới tham quan. Thì họ có trong đó có một yêu cầu, ngoài yêu cầu là thông tin cá nhân, tên đầy đủ, số điện thoại, portfolio, thì có một cái mình thấy rất hay, đó là yêu cầu mỗi người tham gia phải có một cái câu hỏi cho cái diễn giả hôm đó. Hôm đó là có 4 bạn diễn giả và đều là những họa sĩ rất giỏi ở công ty đó. Mình thấy họ rất rất là giỏi luôn. Thì những bạn học viên của mình đã cho ra những cái câu hỏi, họ gửi cho mình tổng hợp để mình gửi qua bên đó. Thì mình thấy là những câu hỏi này rất là hay. Một số câu phải nói là rất là hóc búa. Thì những người học viên đó sẽ có câu trả lời từ bên cái công ty họ tham quan. Nhưng mà mình nghĩ đó là những câu hỏi cũng rất là phổ thông và quan trọng, là nó cũng rất là thiết yếu với những người mà mới bắt đầu cái ngành này. Thì mình muốn thông qua những câu hỏi đó để mình trả lời, không phải chỉ cho họ mà cho cả các bạn luôn, những người mà có cùng cái thắc mắc giống như vậy. Thì mời các bạn theo dõi cái vlog này để tìm những câu trả lời ha. Tất nhiên mình nghĩ là những cái câu trả lời này chỉ mang cái tính chất là cá nhân thôi, cái cách quan điểm của mình là một người đã làm nghề cũng đã hơn 10 năm rồi, thì mình đó là cái quan điểm của mình. Thì để các bạn có thêm cái góc nhìn, những câu trả lời về câu hỏi như vậy, thì chúng ta sẽ bắt đầu thử ha. Đầu tiên nè, là bạn câu hỏi của một bạn tên là Ngọc. Câu hỏi dành cho diễn giả nè: vấn đề khó khăn làm việc của anh chị là gì và cách khắc phục? Vấn đề thì mình nghĩ là khó khăn thì cũng nhiều vấn đề khó khăn, không biết là ý bạn này muốn hỏi về cái gì. Hỏi chung chung quá, những câu hỏi dạng này là những câu hỏi nó hết sức là nó hơi chung chung và dễ bị lan man ấy. Khó khăn lúc làm việc là gì, nó đến từ rất nhiều nguồn, ví dụ như là lương thấp cũng làm dạng khó khăn. Nhưng mà mình nghĩ có lẽ như bạn này hỏi cái câu này ý là khó khăn về mặt như là phong cách này kia. Thì mình nghĩ đối với mình mà nói đó, thì khó khăn trong lúc làm việc nếu mà có lớn nhất là sự thay đổi các phong cách qua các dự án. Ví dụ như là dự án này thì phong cách tả thực, của dự án kia thì phong cách chibi, và dự án khác thì phong cách manga, anime chẳng hạn. Thì nó đòi hỏi một cái người họa sĩ hoặc là phải có một cái sự chuẩn bị trước về các cái phong cách đó, đã biết trước, đã học trước, đã rèn luyện trước, hoặc là họ phải học tập thật nhanh để mà chuyển cái phong cách của mình qua một cái phong cách mới tùy theo dự án đó, là như vậy. Đối với mình là cái khó nhất. Cách khắc phục là gì? Là luôn luôn học hỏi. Tức là trước khi mình đi làm mình đã học rồi, thì khi mình đi làm rồi mình vẫn tiếp tục học tiếp. Ví dụ công ty đó mình đang làm, công ty đó là phong cách A, phong cách gì đó không biết, A, B, C gì đó, thì mình buổi tối mình về mình chuẩn bị, mình canh, mình học thêm những phong cách khác để mà mình chuẩn bị lỡ cái dự án đó kết thúc qua dự án mới, thì mình sẽ sẵn sàng một cái phong cách gì đó trước, chắc ăn hơn là mình bị động hoàn toàn, là như vậy. Xu hướng vẽ các nhân vật game hiện tại. Xu hướng hiện tại thì mình thấy chủ yếu là có manga, anime và cái cartoon bán tả thực, thì thấy hai cái đó là nó đang phù hợp với lại cái xu hướng game mobile ở Việt Nam. Một bạn khác là Duy Hải, thì bạn này hỏi là vấn đề nào khó khăn nhất anh chị đã trải qua trong giai đoạn tiếp, và anh chị hiểu vấn đề đó. Thì câu hỏi này cũng giống như câu trên. Một bạn tên là Thư thì hỏi rằng là công ty đang có những sản phẩm ổn định nào và trên nền tảng gì. Đây là một câu hỏi rất là khó. Câu hỏi rất là khó, tức là nếu mà hỏi là công ty đang có những sản phẩm nào thì rất dễ trả lời, nhưng mà hỏi là công ty đang có những sản phẩm ổn định nào, đặc biệt là mấy một công ty lớn là như là cái công ty mà chúng ta các nhóm bạn này sẽ đi tham quan, thì một sản phẩm ổn định, có thể là họ cũng sẽ có những sản phẩm ổn định, nhưng mà cái vấn đề là sẽ lòi ra nhiều sản phẩm mà không ổn định thì cũng hơi khó. Mà ổn định là như thế nào, chắc ý là thành công hoặc là về doanh thu là như thế nào đó, thì câu hỏi này cái công ty đó mới trả lời được, chứ mình thì mình thua. Trên nền tảng gì, chắc là hiện tại là đa số làm game mobile hết rồi. Vấn đề các công ty làm game đang gặp vấn đề là gì? Câu hỏi hơi khó hiểu nhỉ. Vấn đề các công ty làm game đang gặp vấn đề là gì? Là sao ta? Hay là ý là bạn này hỏi là các công ty làm game đang gặp vấn đề gì chắc? Chắc vậy quá. Thì nếu mà vậy thì công ty làm game thì mình nghĩ gặp cũng nhiều vấn đề, nhưng mà lớn nhất là nó từ nhỏ tới đi ha. Nhỏ tức là về nhân lực đòi tăng lương liên tục, hay là nghỉ liên tục, hay đổi công ty, hoặc là thị trường thay đổi liên tục. Nhưng mà mình nghĩ cái vấn đề lớn nhất của họ đó là phải có một sản phẩm thành công.
ít nhất một sản phẩm thành công, gọi là ý mình là thành công lớn cho nguyên một studio. Thì nếu một công ty mà không có một cái sản phẩm chìa khóa như vậy thì sẽ rất là khó để nuôi team, và sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái vốn đầu tư hoặc là vốn kêu gọi từ bên ngoài nếu không phải là công ty lớn. Vấn đề lớn nhất của bất cứ studio game nào là phải có một sản phẩm chìa khóa, phải không, đó sẽ thành công lớn và nuôi nguyên cả một phần. Còn nếu trong 1, 2 năm, 2 năm rưỡi mà không tìm ra một sản phẩm đó, chưa có được một sản phẩm ra thị trường thành công, thì sự tồn tại của studio đó sẽ gặp vấn đề lớn. Kể cả với studio lớn mà có nguồn sữa của một công ty lớn hỗ trợ luôn, bởi vì 2-3 năm mà không có sản phẩm là khó mà nuôi team được tiếp lắm. Hơn 10 năm trong ngành, công ty có nhận định gì về xu hướng cách mọi người chơi game hiện tại hoặc sẽ có gì thay đổi mới? Rất là khó. Cái này thì hỏi họa sĩ thì hơi khó, cái này hỏi thì mình nghĩ là hỏi project manager thì may ra họ có câu trả lời chưa chắc chính xác, chứ đừng nói hỏi họa sĩ. Xu hướng là cái hay thay đổi liên tục. Mình, cá nhân mình thì mình gần như là bị động với cái này. Cuộc đời bên ngoài kia họ thay đổi rồi mình thay đổi theo, chứ mình khó mà biết trước họ sẽ thay đổi theo hướng nào để mình học trước lắm, hơi bị khó. Các họa sĩ hiện nay ngoài concept có thể kiêm luôn công việc gì nữa không? Ví dụ animation, UI và VFX. Thì theo mình biết là phải kiêm luôn đó, tức là phải học animation và UI luôn, một số biết VFX thì tốt. Trong có thể là trong cụ thể là họ không làm hết, nhưng mà với tinh thần là để đi xin việc là mình phải làm hết đó. Hiện nay mảng nhân lực nào đang thiếu hụt hay dư ra? Cái này thì tùy vào từng công ty, mà tùy công ty thôi chứ không có câu trả lời chung được. Nhưng mà thiếu nhất bây giờ nghĩ là có thể là UI, UX và VFX. Tại thường đa số là họ học với concept chứ ít ai học với UI, hơi bị ít. Có thể học nhưng mà học xong cũng không muốn làm, nhưng mà có học là tốt rồi. Một senior artist thì anh chị có ý kiến gì về cơ hội thách thức cho các họa sĩ trẻ? Các họa sĩ trẻ bây giờ rất là nhiều cơ hội, không có thách thức gì đâu, chỉ cố gắng học tốt, làm tốt là được rồi, không có thách thức gì hết. Gần đây nổi lên vấn đề mâu thuẫn về phong cách vẽ và văn hóa của một game có mác thuần Việt là Sử Hộ Vương. Hỏi rất là thời sự ha. Anh chị chú, có chú nữa ha, có suy nghĩ đưa ra lời khuyên hoặc nhắc nhở? Dạ không dám đưa lời khuyên, cũng không dám đưa nhắc nhở, cũng không dám đưa ý kiến cá nhân luôn. Nói chung là cái này rất là nhạy cảm, thì mình cũng đang chờ đợi xem bên đó trả lời cái cậu này như thế nào. Chứ mình thì mình cũng nói chung là việc ai lấy làm thôi, cái này thì ai làm thì ai ăn gạch thì ăn thôi, chứ mình cũng không dám khuyên hay nhắc nhở ai đâu. Anh chị chú nữa, đã gặp trường hợp nào tương tự chưa? Có, hỏi đúng người rồi. Ngày xưa bên mình làm Thuận Thiên Kiếm là năm 2008, trước đó vài tháng thì đúng hơn 2008, thì có một cái studio ở VNG trước đây là game studio sao dự án T812 làm Thuận Thiên Kiếm, đó là cái dự án game đầu tiên của mình khi mình đến với công ty Vina Game, bây giờ là VNG. Thì lúc đó ra thì mình nghĩ là cũng gặp được một số ý kiến trái chiều, nhưng mà đại đa số là ủng hộ, bởi vì cái đơn giản nhất là khi làm game thì bên VNG, Vina Game lúc đó đó là có mời ông Dương Trung Quốc, nói chung là cũng nhà sử học, mặc dù là cũng giả sử thôi, nói thẳng là game giả sử, tức là dựa trên một số yếu tố có thật chứ không phải là game lịch sử, không hẳn. Mà bên đây nói chung là nghiên cứu lịch sử rất là kỹ, cho nên là mình thấy là cái vấn đề đó không có gặp, cũng có ý kiến trái chiều, nhưng mà nói chung là tương đối mượt mà về mặt nội dung game. Thì và cái quan trọng nhất là cái game thuần Việt này mình làm nó là phong cách gần như tả thực, cho nên là nó cũng không có nhiều yếu tố như là hở hang đến nỗi mà lòi này lòi kia, nói chung nó cũng tương đối kín đáo và nó cũng gần với cái hình ảnh thực sự. Nói chung là theo mình thì phong cách gần tả thực, nó dễ đi vào cái phong cách lịch sử, dạng game lịch sử giả sử hơn là các phong cách dạng như là manga, anime. Các bạn hiểu ý mình nói mà, tức là dạng mà nó hơi thực một chút, nó vô lịch sử, giả sử nó dễ vô hơn, nó dễ chấp nhận hơn, rồi từ từ mình chuyển sau. Chứ mà chọn một phong cách mà anime, manga ngay thì nó sẽ hơi khó chấp nhận với số đông. Mặc dù những người đó không chơi nhưng mà họ sẽ ý kiến. Đó là vậy. Trong quá trình làm việc, anh chị chú có thể có những trường hợp bạn bè đồng nghiệp từ bỏ công việc, vậy bật mí lý do hoặc vấn đề gây ra điều đó? Chuyện đó là chuyện rất bình thường. Mình nghĩ là có một vài lý do chính để mà một họa sĩ họ ngưng công việc của họ ở một cái chỗ nào đó. Đầu tiên là có thể là lương, thì nếu mà họ muốn một cái chỗ nào khác lương cao hơn hay chỗ nào khác mà có điều kiện họ bóc họ qua thì họ qua thôi, là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là có thể là do họ không thích, họ chán, họ không muốn làm tiếp cái công việc mà họ đang phải làm. Có thể là một cái ví dụ, họ chán làm UI, họ không biết làm UI, họ không muốn chuyển qua làm giao diện game, nhưng mà bắt buộc là cái người đó, vai trò người đó phải làm cái đó, thì họ cảm giác là không phù hợp nữa thì họ nghỉ. Nói chung chung một cái ví dụ như vậy, ý là không, hoặc là không phù hợp mức lương, hoặc là không muốn làm công việc đang làm, thì chắc là vậy. Mình nghĩ biết hai cái đó thôi, còn gì nữa đâu. Gần đây các công ty game mở rất nhiều chuyến tour giống tour này, ngoài việc giới thiệu và giúp cho mọi người nhận biết đến gần với công ty, ngoài ra mục đích gì nữa không? Cái này thì cũng mình thấy hơi ngạc nhiên về cái câu hỏi như vậy. Mình đọc lại câu hỏi nha. Gần đây các công ty game có mở nhiều chuyến tour tham quan công ty đó như thế này, ngoài việc giới thiệu và giúp cho mọi người nhận biết đến gần với công ty, ngoài ra còn mục đích gì nữa không? Thì cái này thì chắc là cái chỗ tổ chức họ trả lời, chứ mình cũng không có rành. Nhưng mà theo mình nếu mình làm cái người tổ chức, mình đang làm công ty mà mình tổ chức những tour cho sinh viên tham quan, thì mình nghĩ là những mục đích chính là gì? Thứ nhất là để kết nối cái người sinh viên đó với lại cái chỗ mà họ muốn vào làm. Cái thứ hai là giới thiệu cái môi trường làm việc, mấy cái benefit hay là những cái lợi quyền lợi mà khi bạn vào đây làm bạn sẽ được, thì để bạn nhìn thấy mà bạn cố gắng học hơn, ví dụ vậy. Còn mục đích gì nữa thì theo mình á, thì mình, cá nhân mình nha, thì mình nghĩ là nếu mình tổ chức á, thì mình muốn là ví dụ 100 học viên, sinh viên họ đến tham quan cái công ty mình, thì chưa chắc là có được một người trong cái số đó sau này sẽ đi làm chỗ mình đâu. Thật sự là như vậy, 100 người đó chưa chắc học ra đều giỏi hết, 100 người đó một số giỏi chưa chắc nó qua công ty mình. Nhưng mà ít nhất thứ nhất là họ biết là à, cái môi trường để tốt như vậy, cái lương này cao như vậy, thì họ sẽ mơ ước là có một ngày nào đó họ, bạn bè họ, con cháu họ có cơ hội được vào đây. Hoặc nếu mà họ không đi làm được cái ngành này, họ chuyển nghề khác, họ biết à, cái ngành game này nó là như vậy, nó cũng không có xấu xa, cũng không phải là đào tạo đám này ra rồi giết chóc, hay là tức là một cái gì đó nó gây rợn như là những cái cơ quan truyền thông họ hay vẽ ra. Thì ý là đây cũng là một cách để truyền thông cho một nhóm nhỏ để họ biết là cái môi trường làm việc tốt như thế này, cái mục đích làm việc là sáng tạo hay là giúp ích cho xã hội, đóng thuế nhiều như vân vân. Tức là họ có một cái nhìn thân thiện hơn về chính cái ngành mà họ hoặc là sẽ làm hoặc là họ không làm, rồi họ từ đó họ nhân rộng những cái hình ảnh đó ra xung quanh, thì gần như một cách để mà tẩy rửa cái hình ảnh của một cái nguyên cả nền công nghiệp luôn, chứ không phải của cá nhân công ty đó không đâu. Là như vậy, mình lại nghĩ vậy thôi, nhưng mà có thể có cái mục đích đó, chắc mình nghĩ vậy. Một bạn khác tên là Lợi, cách rèn luyện tốt nhất một họa sĩ là gì, làm sao để tranh họa sĩ tránh được tình trạng ạt block vẽ theo cảm hứng, không học hỏi kiến thức mới do cảm thấy là không thú vị. Đây thì thế này, đây mình nói ngắn gọn lại, làm sao họa sĩ tránh được ạt block. Tránh được ạt block thì ít người tránh được lắm. Mình nghĩ là những cái họa sĩ nào mà có cái quá trình mà tập luyện, thứ nhất là cực khổ, thứ hai là gia đình nghèo khó, hay là cái quá trình mà họ tập luyện nó càng nhiều khó khăn, thì sau này họ càng khó bị ạt block hơn, khó thôi. Còn khi mà đã bị rồi thì cũng nói chung là cũng khó có lời khuyên lắm, tại đã bị ạt block rồi thì mỗi người có một lý do bị khác nhau. Thì mình nghĩ là các bạn nên tìm một cái hướng giải pháp, nếu bạn bị thì nên tìm một cái giải pháp nó tích cực, ví dụ như là đi sở thú, đi tham quan, và đừng có đi du lịch. Thứ nhất đừng đi du lịch để tránh ạt block, bởi vì sao? Bởi vì khi bạn đi chơi hoặc là cái ạt block nó quá nặng, bạn đi bạn cũng buồn chán, hoặc là bạn đi chơi bạn được thoải mái trong chơi cái bạn quên mất cái ưu phiền, và khi bạn quay về công việc thì bạn lại đối diện cái đó nữa, thì bạn nhận ra là ồ, vẽ tranh nó không có vui, đi chơi hay là enjoy gì đó, đi coi phim thì nó vui hơn, thì bắt đầu bạn đắm chìm vào những cái thú vui mới, đặc biệt là chơi game. Ví dụ bạn chơi game thấy chơi game vui quá, chơi game không bị lọc lóc gì hết, chơi rất vui, thì bạn nhận thấy cái này là mình vui, cái kia là mình không vui, tại sao mình quay lại cái kia làm chi, mình chơi cái này đi. Mình giống như là từ lúc mà tìm một cách chữa trị nó chuyển sang một cái hình thức mới là trốn chạy thực tại, thì không có về được hay không thì không biết, nhưng mà ý là cái tình trạng đó ạt block nó biến sang một dạng khác là chạy trốn thực tại, thì nó lại càng bị một cái hình thái nặng hơn mà lúc đó không ai chữa bạn đâu. Cho nên là tìm một cái giải trí nào mà ngắn hạn á, có phim, có ca nhạc, có kịch, hay là kẹt lắm các bạn vô sở thú các bạn cho thú ăn, hay là tới cà phê chó mèo gì đó, hoặc là tới thăm các trại cô nhi, hoặc là đơn giản nhất một là lên chùa hay nhà thờ gì đó, các bạn lên đốt nhang, tìm một cái chỗ dựa tâm linh,
để các bạn có cái có một cái sự động viên, hay là gặp thầy cô, thầy ý là thầy tu hay là giáo sĩ gì đó lên xưng tội hay sao đó, để mình giải quyết cái nguồn cơn, bởi vì cái đó không phải đến từ cái vật lý, từ cái cơ thể bắp, mà đến từ cái tâm lý bên trong của mình. Thì mình phải tìm một cái giải pháp nào mà về tâm lý để mình giải quyết thật sự luôn, chứ trốn chạy không phải là cách giải quyết. Là như vậy ha. Nói chung là tốt nhất nên có hai nguồn chỗ dựa, thứ nhất là tâm linh nếu có đạo gì đó, hoặc là chỗ dựa là bạn bè, tìm những người bạn mà bạn có thể chia sẻ được, không cần trong ngành cũng được, những người bạn cũ mà mình chưa mượn tiền đó, nó tới nó mình tìm nó, mình gọi điện nó, đã lâu không gặp tình còn như mới, mình chia sẻ xong nó đi trốn đi mất, mình trốn đi mất, mình nhẹ đầu rồi mình quay lại cái công việc cũ. Và nhớ giùm, khi mà gặp mặt lóc thì nhớ là những cái ngày đầu tiên các bạn đến với cái ngành này vì cái gì, các bạn đến với cái việc vẽ vì cái gì, các bạn muốn vẽ đẹp để các bạn dùng kỹ năng đó các bạn vẽ cái giống gì. Nhớ lại những cái đó để mà mình tiếp tục cái con đường này. Cái này là cái nghiệp các bạn dính vô rồi rất khó trốn chạy nó, mà trốn chạy được rồi thì trốn đi luôn nha, đừng có quay lại, bởi vì nó rất là cực khổ. Là như vậy. Không học hỏi được kiến thức mới do thấy không thú vị. Đó, cái này là liên quan tới cái câu trên. Tức là không làm được cái công việc, các bạn nhớ nãy không làm được cái công việc mà công ty giao như là nghỉ. Thì cái này bởi vì khi mà lúc đang làm được việc thì không học cái mới, do cảm thấy nó không thú vị, thì tới lúc mà công ty cần thì lại không làm được, lại xin nghỉ qua chỗ khác, mà chỗ khác cũng vậy thôi. Đó, cho nên mình nghĩ nó không thú vị, nhưng mình không phải nghĩ là mình không thích, nó không thú vị thiệt, nhưng mà tương lai mình sẽ xài nó, phải không nào? Chứ mai mình không trốn chạy được nó đâu. Thì bây giờ biết nó không thích thì ráng mà học nó, cũng phải ráng để mà sau này mình không có bị động. Còn không thích, không thú vị, bỏ học ngang thì sau này tới lúc cần thì trở nên bị động hoàn toàn, lúc đó học gấp lên thì làm sao mà kịp. Là vậy thôi. Rồi tiếp theo một bạn nữa tên là Khánh nè. Những yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng đối với nhân sự mảng game là gì? Thì cái này các bạn lên trang web đọc dễ hơn. Đây, yêu cầu trên trang web hết rồi, biết Photoshop, kỹ năng vẽ tay, phác thảo, nhân vật, cảnh quan, giao diện gì đó. Cái này thì đây là mấy cái câu hỏi trên web đó. Hiện tại công ty đang phát triển loại hình game nào là chủ yếu? Cái này thì câu hỏi vào chuyên môn để công ty họ trả lời. Đối với một người chưa có kinh nghiệm làm game thì công ty có nhận thực tập hay không? Chưa có kinh nghiệm về làm game, công ty có nhận thực tập hay không? Theo mình biết thì hiện giờ hơi ít công ty lớn nhận thực tập, công ty nhỏ thì có, nhưng mà nếu mà chưa có kinh nghiệm làm game thì không sao, nhưng mà chỉ cần kinh nghiệm vẽ thôi, các bạn vẽ được nhiều loại thì tốt rồi. Còn làm game thì thực ra làm game cái công việc của mình chỉ là vẽ thôi mà. Có kinh nghiệm vẽ là được, còn kinh nghiệm làm game thì vô đó là làm. Thực tập bây giờ là hơi khó, phải giỏi lắm thì may ra nha. Bạn bảo những người có ít kinh nghiệm thì có được thực tập hay không? Giống câu nãy, những yêu cầu cơ bản để có thể xin việc về mảng digital painting thì lại là một câu trên web nữa. Cơ bản thì mình nhắc lại là biết Photoshop, là thành thạo Photoshop hoặc là các chương trình hỗ trợ 3D vân vân, biết vẽ nhân vật, cảnh quan theo một hoặc hai phong cách, giao diện game một cái điểm cộng, animation thì quá tốt. Nếu tiếng Anh chưa tốt thì có thời gian bổ sung trong quá trình thực tập làm việc hay không? Thì tùy các bạn xin vào công ty nào, như công ty nước ngoài thì không biết tiếng Anh thì làm sao mà xin. Thì ý là mình xin vào công ty Việt Nam thì tiếng Anh chưa tốt cũng không sao. Biết có mấy người làm mười mấy hai chục năm tiếng Anh cũng ý ẹ lắm, không sao hết á. Biết thì tốt, không thì chịu khó học đi. Học từ bây giờ, bạn còn trẻ mà. Bạn Duy câu hỏi là style vẽ được ưa chuộng ở Việt Nam là gì? Có cần phải đa dạng phong cách hay không? Một portfolio như thế nào mới xin được việc? Cũng như thực tập xin tại công ty. Mình cắt câu hỏi lên nha, nhiều câu nhỏ quá. Style vẽ đang được ưa chuộng là gì? Thì nó không có một style rõ ràng đâu, chỉ là một style giống như là gọi là nói chung là mobile game ạc thôi. Nói chung là những cái style nào mà có thể vô game điện thoại di động được á, thì gọi là nó phổ biến. Có cần phải đa dạng phong cách hay không? Không đa dạng phong cách thì ở nhà thì vậy thôi, bắt buộc rồi. Có cần hay không có gì bắt buộc là phải cần chứ. Một portfolio như thế nào mới xin được việc là một portfolio đa dạng về phong cách, rõ ràng. Mai Ngọc, bạn Mai nè, xu hướng phát triển game hiện nay và sắp tới của công ty đó là gì? Thì để công ty đó trả lời, mình không có rành lắm. Trong quá trình làm việc thường gặp khó khăn gì nhất? Thì cũng hoặc là phong cách, hoặc là nói chung là ngoài khó khăn là phong cách, thì có thể là quan trọng nhất của họa sĩ là cái sự cân bằng thời gian giữa cái lúc mà mình đi làm cho công ty và lúc mình làm freelance bên ngoài.
nó có một vài cái yếu tố mà. Thứ nhất là thời gian đi làm chính thức nè, cái thứ hai là mình đi làm thêm, mình kiếm thêm, cái thứ ba là thời gian dành cho gia đình, gia đình tức là ba mẹ đó nha, anh em này kia đó, tiếp theo là bạn gái, vợ con vân vân, và cái cuối cùng là cái tập luyện dành cho cá nhân. Thì năm cái phần này mình phải tìm cách mà cân bằng. Thật ra nó cũng chả cân bằng được đâu, hơi bị khó. Và thường là bạn bè sẽ là cái đầu tiên mình bị rớt nè, tiếp theo là mình hy sinh cái gia đình mà, tiếp theo là mình hy sinh tập luyện cá nhân nè, mình chỉ còn có hai cái là làm việc chính thức và là mình freelance thôi. Và mình thấy rất nhiều người là phải bỏ luôn cái thời gian làm việc chính thức luôn, hoặc là công ty nó ít việc quá, hoặc là ban đêm vẽ freelance cho nhiều vô rồi ban ngày mệt mỏi, dẫn đến là chất lượng làm việc ban ngày nó không được tốt bằng cái mình làm freelance. Mà nhiều khi lúc mệt mỏi rồi cả cái freelance này là cũng không tốt luôn, thì lúc đó là mình đánh mất mọi thứ. Thế nên các bạn nên chia theo giai đoạn. Ví dụ như là mình mới đi làm thì đầu tư hết mọi thời gian mình có cho cái công ty đó đi, dedicate hết cái thời gian em có cho một cái công ty, để mình đừng có vội nhận việc freelance lúc này. Mình nghĩ như vậy. Khoan, cá nhân mình thì mình làm freelance từ trước khi mình đi làm kia, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì nếu là mình được chọn lại thì đừng có làm freelance nhiều, mà hãy tập trung về công ty ít nhất là 3-4 năm. Khi mình cứng rồi mình nhận việc freelance, lúc đó là cái giá freelance nó sẽ cao hơn là lúc mà mình làm cái từ lúc mình mới bắt đầu. Thật sự là như vậy, đừng có ham freelance sớm, tập trung vào cái công việc công ty là như vậy. Tiếp theo là của bạn Vân. Thời gian tối đa cho phép một nhân viên cần học một cái mới mà bao lâu mới theo kịp tiến độ dự án đang có? Ý là thời gian mà công ty cho mình để mình đi học cái mới. Cái này nó tùy thuộc em đi học cái gì. Ví dụ em học thêm cái cảnh quan nó khác, học vẽ UI nó khác, mà học thêm một cái phần mềm 3D hỗ trợ chắc nó sẽ khác. Mình chỉ chắc chừng 1 tháng, 1.5 tháng khoảng đó gì. Công ty có những lớp đào tạo thêm về chuyên môn kỹ năng mềm nhân viên không? Ví dụ nhân viên chưa biết gì về 3D animation có được đi học thêm không? Thì cái này để công ty trả lời, nhưng mà mình theo mình nhớ thì tùy theo dự án nó có cần hay không. Lúc mà dự án nó cần về 3D animation, bạn xin học rất là dễ. Còn khi dự án nó đang gấp mà nó không có liên quan đến 3D mà mình xin học 3D thì sẽ hơi khó. Theo mình biết cái công ty đó là như vậy. Công ty khác thì không biết, công ty này thì mình biết. Có bạn nếu hỏi thêm về kỹ năng mềm nhân viên, không biết bạn này có hiểu kỹ năng mềm là gì hay không mà không có nhắc gì đến đó. Ý kỹ năng mềm theo mình biết là thứ nhất là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, nói trước đám đông, rồi coaching, ý là động viên nhân viên vân vân, giải quyết vấn đề cá nhân hoặc là giao cho người khác thì đó là kỹ năng mềm. Đặc biệt là công ty mà bạn này tham gia tour này là thì tổ chức rất rất là nhiều các khóa kỹ năng mềm, mình thấy rất đó rất là hay. Đó là nghĩ cho tương lai xa của nhân viên, kể cả khi họ đã nghỉ việc hoặc làm công ty khác. Đó là làm cái kỹ năng mềm làm cho nhân viên nó trở nên toàn diện, thật là tuyệt vời. Tiếp theo bạn Tú hỏi là phong cách game mà công ty nhắm đến thời điểm hiện tại là gì, để công ty đó trả lời ha. Yêu cầu tuyển dụng công ty game như thế nào thì lên trên web mà đọc đầy đủ trên đó rồi. Hiện trên thị trường game Việt Nam hiếm game dành cho các hệ máy PC và console, liệu công ty có phát triển game mảng này hay không? Đó là cũng hay. PC và console là những cái hệ máy mà Việt Nam, những công ty Việt Nam rất là không dám đụng đến, bởi vì thứ nhất là cái nền tảng nó phát triển nó khó, dev nó khó. Tiếp theo nữa là cái đầu tư rất là lớn, tại đại đa số của nó là game 3D thì hơi bị khó. Gần đây có mấy nhóm bên ngoài Hà Nội họ làm game trên nền tảng Steam này kia thì cũng tính là PC console, nhưng mà hơi bị ít. Công ty này thì mình không biết họ có định hay không, mà cá nhân mình nhìn thấy thì có vẻ như là không, họ muốn tập trung vào cái phần mobile nhiều hơn, bởi vì đơn giản là làm nhanh, làm tương đối dễ hơn so với các nền tảng hồi nãy PC console, và rủi ro nó thấp, khả năng nó quay vòng vốn nhanh và thời gian phát triển ngắn, thì lỡ mà nó có fail thì team sẽ chuyển một cái dự án mới rất là nhanh. Nói chung là mình đặt mình vào cái vai trò của một người project manager đi, mình thấy cái nào dễ ăn hơn, mau ra lò hơn, ít rủi ro hơn thì mình làm. Bởi vì những công ty game tầm lớn như thế này thì cái mà họ cần là cái KPI, cái chỉ tiêu về cái doanh thu trong một năm là phải đạt bao nhiêu tiền, thì họ cần một cái vũ khí nào đó mà nhanh nhất để mà đạt được cái chỉ tiêu đó. Và PC console không phải là thứ vũ khí mà họ cần, cho nên họ sẽ không nghĩ tới cái đó trong giai đoạn này, mình nghĩ vậy. Một bạn nữa tên là Lợi. Điều kiện nào cần và đủ với một newbie có thể xin vào vị trí học việc tại công ty đó? Công ty đó theo mình biết là không có học việc, hơi ít công ty chọn học việc. Và bên công ty
chú trọng vào những loại game nào, chiến đấu, trí tuệ, dàn trận, nhập vai. Bất cứ thể loại nào mà nó cho ra tiền nhiều là họ làm. Nhưng mà chiến đấu, trí tuệ, dàn trận, nhập vai thì có vẻ như là không có những cái thể loại này hay sao á. Công ty có đòi hỏi một họa sĩ biết vẽ tất cả mọi thứ không? Từ nhân vật, động vật cho tới môi trường và UI UX. Không phải họ đòi hỏi mà chúng ta đều mặc định là một họa sĩ đều có thể vẽ được những thứ đó, như là nhân vật, động vật, môi trường và UI UX. Họ hiểu là ô mình không học vẽ, mà sao có cái họ vẽ được, có cái không là sao? Vẽ tức là phải vẽ được hết chứ. Là như vậy chứ không thể nào mình chỉ biết vẽ người, không biết vẽ thú, biết vẽ thú không biết vẽ người, hoặc là vẽ người thú không biết vẽ cảnh. Nói chung là đã vẽ là vẽ mọi thứ. Nó là như vậy. Còn UI UX thì hồi trước thì không cần, nhưng bây giờ nó gần như là bắt buộc. Bởi vì có rất nhiều người biết cả hai thì tại sao mình lại không biết? Cho nên là các bạn đừng ngại phải học nhiều và đừng sợ phải biết nhiều. Bởi vì các bạn, đó là những cái các bạn, giống như các bạn nhân vật game gì đó, các bạn đi ra trận, các bạn ở trường, các bạn cầm cái muỗng, hay là các bạn muốn mặc một bộ giáp, các bạn cầm một cái kiếm, thì khi người ta tuyển, người ta nhìn, tất nhiên người ta loại cái ông ở trường cầm muỗng qua bên, họ chỉ nhận mời anh, cái anh mà mặc giáp đầy cầm cái kiếm đi vô đây. Thì em muốn làm ông ở trường hay là không ông mặc giáp? Hiểu vấn đề không? Tự trang bị kiến thức cho mình để trở nên giá trị hơn trong mắt người tuyển dụng. Đừng van nài họ là tôi còn ở trường cầm muỗng, hãy nhận tôi đi, tôi vô đó từ từ tôi mặc giáp, có cho tôi tiền mặc giáp hay không? Không, em phải tự đầu tư với đó nha. Sợ mạnh mẽ lên hay sao nè. Bạn Hoa là em muốn hỏi là xu hướng phát triển công ty nghiêng về thể loại nào? Thể loại nào? Để công ty trả lời ha. Và hiện giờ công ty yêu cầu nhân viên đầu vào cần nắm vững những điều gì, lĩnh vực kỹ năng gì? Nói chung là cái này hơi rộng để công ty trực tiếp họ trả lời đến cụ thể hơn mình. Bạn Đức yêu cầu cơ bản có thể xin vào mảng 2D là gì, thành thạo những gì, phong cách gì là cần thiết để công ty trả lời ha. Mức độ diễn giả, diễn họa cần phải đạt ở mức nào của phong cách để có thể bắt đầu làm? Câu hỏi này thì cũng còn hơi mơ hồ. Mức độ diễn họa cần phải đạt ở mức nào của mỗi phong cách để bắt đầu làm ở công ty V đi. Tức là ý là bạn này hỏi là với kỹ năng tả phải ở mấy trên 10 của một cái phong cách đó để có thể làm được việc ở đó. Thì mình thấy đơn giản là 10 trên 10 đi. Đơn giản vậy thôi. Tức là họ cần bạn ở một mức độ cao nhất có thể. Thì đó là cái bạn nên cố gắng, chứ đừng tự đánh giá là mình đang ở mức 1, mức 2, mức mấy của mức 10. Nên cố gắng khi nộp đơn vào thì mình đang nghĩ là mình ở 9.5 á. Cố gắng như vậy. Nghĩ cái yêu cầu của họ thật cao để mình cố gắng. Có thể tới lúc nộp đơn năng lực của em vào khoảng chừng 7.5 trên 10 thôi, nhưng mà mình biết là cái công ty này yêu cầu cao thì mình cứ nộp vào để coi họ chịu hay không. Chứ phải là mình biết là khi công ty nó ra là yêu cầu chỉ cần các bạn đạt được 5 trên 10 là bạn được xin việc ở đây rồi, thì mình chỉ cố gắng mình làm tới 5 thôi. Không phải, đừng có giới hạn cái mục đích của mình. Luôn nghĩ họ yêu cầu 10 trên 10 đi, mình làm được nhiêu đó đó mình làm. Diễn họa phải đạt mức nào của mỗi phong cách, làm sao có con số mức cho em, người ta cảm nhận cho anh em đẹp xấu thôi chứ mức gì ở đây ông. Yêu cầu bạn quan tâm ha. Yêu cầu đầu vào họa sĩ trên web đọc 2D artist có những vị trí nào khác biệt trong công việc của từng vị trí như thế nào? Hồi trước thì 2D có phần vẽ người, vẽ nhân vật, cảnh quan, có người chuyên vẽ loading screen, có người chuyên vẽ giao diện vân vân. Thì ngày xưa thì khác biệt, chứ bây giờ thì một người có thể vẽ được hết những cái đó luôn. Khác biệt trong từng công việc, khác biệt cái tên công việc thôi, chứ đối với người giao việc cho em họ chỉ nghĩ là vẽ cái này vẽ cái kia, tất cả đều là vẽ, thì mình chả khác biệt gì đâu em. Khác biệt chút xíu về kỹ năng nhỏ nhỏ không đáng kể thôi, đều là vẽ thôi. Phong cách vẽ nào đang được ưa chuộng trong ngành game Việt Nam? Đã nói rồi ha. Bạn Nhi, câu hỏi là nếu muốn xin việc vào mảng Games Environment thì em cần đặt điều kiện gì ạ? Muốn xin vào mảng... Lại là một câu hỏi về một cái cụ thể, tức là muốn vẽ cái cảnh quan thôi. Game Environment thì theo mình biết là đâu có công ty nào chỉ chuyên tuyển Environment cho game. Phim thì cũng có, nhưng mà game thì họ nghĩ là chúng ta phải vẽ được hết kìa. Thì như bạn này hỏi, mình cũng cố gắng trả lời là muốn vẽ cảnh quan cho game thì nếu mà các bạn chỉ thích vẽ cảnh quan không thì phải vẽ được nó ở thật là nhiều phong cách, chibi, manga, anime, tả thực, áp dụng 3D điên đảo luôn thì may ra. Nhưng mà yên tâm đi, các bạn nhận vào các bạn vẫn phải vẽ nhân vật, không thể nào chỉ vẽ cảnh quan không, tại vì một game nó có nhiều cảnh quan thật nhưng mà cái số lượng cảnh quan nó có giới hạn. Còn mấy cái đống kia là ai vẽ? Không lẽ hết cảnh quan bạn ngồi chơi nhìn mấy đứa nhìn những người có vẽ hay sao? Không có chuyện đó đâu.
nhu cầu họa sĩ 3D game environment như thế nào ạ? Cái này để bên 3D trả lời đi ha. Mình 2D thì trả lời 2D thôi. Bạn Bình, theo anh chị liệu phong cách... À không có chú ha. Được nè, bạn này được nè. Liệu phong cách tả thực hoặc bán tả thực có khả năng trở lại thị trường Việt Nam khi những tựa game MOBA sinh tồn phát triển nhanh chóng? Thật ra phong cách bán tả thực thì nó vẫn đang tồn tại rất là tốt. Chỉ có cái phần mà tả thực thì hơi khó. Tả thực thì theo mình biết thì ở đây hơi ít chỗ làm. Không, nó không có thì nó cũng không chính xác lắm. Tại có thể có mình không biết chắc. Mình thấy là có khả năng quay trở lại hay không. Thì thấy nhiều người làm mà bị chết quá rồi thì nó có trở lại hay không thì mình không biết ha. Thì hơi khó, để công ty trả lời thử coi sao. Bạn Thảo, câu hỏi giống hai bạn Nhi và Lâm. Ủa là sao? Bị trùng thì thôi chứ đâu cần phải ghi là em có câu hỏi mà nó bị trùng. Em muốn hỏi các công ty trong nước khi sản xuất game animation có sử dụng background environment thì có chia rõ ra họa sĩ riêng bên environment với các họa sĩ phần khác không? Nếu có lúc tuyển vào tuyển riêng hay tuyển chung, yêu cầu biết vẽ character, còn nếu không là tuy muốn vẽ environment nhưng cũng phải học các phần khác, rồi cái cô này cũng phải sợ học nhiều. Nói chung là mình rất rầu, tức là thì thích cái đó, chỉ muốn học cái đó và chỉ muốn làm cái đó không. Với cái tư duy này thì chúng ta nên đi làm chuyển qua cái, hoặc là tụi em sẽ thành công rất lớn ở cái mảng đó. Tức là vẽ là một cái mảng lớn nhưng mà em lại muốn đi một mảng rất nhỏ trong cái mảng rất lớn đó. Thì cái cách, cái chỗ mà em xin việc được, cái cơ hội mà em có được việc nó lại càng nhỏ hơn nữa. Nó một miếng bánh rất bự, mình xin một cái miếng rất nhỏ, mình xin một góc rất bé trong cái miếng bánh nhỏ của một miếng bánh rất lớn. Tại sao mình không mở rộng ra? Hoặc là giống cái ông hồi nãy là ông sợ nó không thú vị, cho nên là tự mình làm cho mình một cái cửa rất nhỏ, rồi trong cái cửa đó là có một cái khóa rất nhỏ. Tự giới hạn chính mình trong những thứ gọi là mình thích, mà tới lúc làm thì để coi còn thích hay không. Thì chính những bạn như thế này thì mình sợ sau này cái cơ hội của bạn đó đã thấp, nay còn thấp hơn. Mà khi vào được rồi thì cái khả năng trụ lại là gần như bằng không. Hơi bị khó. Chắc là do chưa mở mắt thôi. Thì mình rất là mong những chuyến đi như thế này sẽ mở mắt cho họ ra là đừng tự giới hạn mình. Hãy nghĩ là mình có thể học được và làm được nhiều thứ hơn để tăng cái giá trị bản thân mình lên, tăng cơ hội đi làm của mình lên. Chứ đừng có tự động thu nhỏ mình lại, thu nhỏ cái khả năng của mình lại. Có thể là khi mà các bạn tập trung một cái món, các bạn đi sâu hơn, đi xa hơn. Nhưng cái vấn đề là họ không cần mình đi quá sâu, quá xa, mà họ cần mình đi vừa vừa và dàn trải ra nhiều cái khác. Bởi vì các bạn ơi, mình còn rất nhiều các phong cách vẽ khác cần phải tập mà. Chứ nãy giờ mình nói background là có thể bạn nó đang nghĩ trong đầu chỉ là background đã thật thôi đó. Nhưng mà còn cả background cũng có rất nhiều phong cách khác nhau nữa. Nó cũng rộng lắm chứ không phải là không đâu. Nên đi theo hướng concept 2D hay dựng bối cảnh 3D? Câu trả lời theo mình là cả hai, tức là phải học cả 2D, và nếu được khi ra làm cảnh quan rồi thì gần như bắt buộc là phải học thêm một vài cái phần mềm 3D hỗ trợ, ví dụ như là 3D Max hay là Blender hay cái gì đó để có thể giúp mình dựng ra một cái basic shape, một cái khối căn bản để mình dựa trên đó, mình pan over lên trên cái khối đó. Là như vậy, chứ chỉ 2D hay 3D không, nên cả hai. Trần Ngọc Thảo. Thảo, hiện tại công ty đang cần nhân viên mức độ năng lực như thế nào? Cái câu hỏi này hay. Nó hay một cách muốn khóc luôn vậy đó. Hiện công ty đang cần nhân viên với mức độ năng lực như thế nào? Các bạn đang đặt câu hỏi một cái công ty game lớn nhất nhì Việt Nam. Và các bạn hỏi là về công ty đang cần cái nhân viên có năng lực như thế nào? Ý bạn hỏi là mấy trên 10 chắc. Ngày xưa mình có đặt câu hỏi này với anh sếp của mình. Có một bạn xin việc mà hỏi là anh ơi, công ty mình có tuyển nhân viên hay không? Bạn của em muốn xin. Thì anh hỏi là, anh trả lời mình là Thiện ơi, cái chỗ ngồi cho cái người hạng A đó thì lúc nào cũng có. Còn cái chỗ ngồi cho những người hạng B, hạng C đó hết lâu lắm rồi. Tức là những người giỏi nhất thì lúc nào họ cũng welcome em vô đó. Còn những người mà thấp hơn thì đầy lắm rồi. Họ đang muốn đẩy ra chứ không có muốn nhận vô đâu. Thành ra các bạn lại đặt một câu hỏi là mức độ năng lực như thế nào? Cao nhất có thể, cao nhất trong ngành hoặc là cao nhất trong cái khả năng của em. Tức là họ muốn ăn những cái trái cây chín mọng ngon lành. Có thể là lâu lâu họ cũng tuyển một số bạn mà còn hơi xanh tí. Nhưng mà tuyển vào có mục đích mà cái vai trò, cái vị trí đó chỉ cần cái xanh như vậy thôi, để cho lương nó không cao lắm.
nếu mà hiểu ý mình là có như vậy. Và khi mình nghĩ là cái công ty yêu cầu, luôn luôn nghĩ là họ yêu cầu rất cao, nó không thể nào cử một cái nhân viên ra trả lời khi bạn hỏi là công ty cần mức độ nhân lực như thế nào, hoặc là họ sẽ trả lời tế nhị cách là tùy theo cái vị trí mà em xin, tùy theo mức lương mà em mong muốn. Nhưng mà trong đầu họ hiểu là cái người này năng lực này cỡ rất rất xanh thì mới hỏi như vậy. Hãy cố gắng chín vàng chín mọng thật tốt và nghĩ rằng cái công ty họ yêu cầu khó khăn như vậy để mình cố gắng. Đó là như vậy. Như mình ra chợ mình hỏi người mua, anh muốn mua trái xanh hay chín thì được. Nhưng mình đừng vào một cái siêu thị lớn hỏi là các anh chị muốn lấy một sản phẩm tốt hay xấu. Chắc chắn cái yêu cầu họ rất cao. Mình đang đặt câu hỏi với một cái chỗ tuyển nhân viên khó, lương nhân viên rất cực kỳ cao trong cái ngành này. Nên là các bạn nên hiểu là cái nhu cầu, yêu cầu họ như thế nào. Điều gì khiến các gamer chán rồi bỏ game sau một thời gian không lâu sau khi chơi game? Thì có nhiều lý do lắm. Chờ một xíu nha. Quay lại câu trả hỏi nha. Điều gì khiến gamer chán và bỏ game sau một thời gian không lâu khi chơi game? Này, mình nghĩ đây là cái câu hỏi cuối cho cái vlog số 1 đi ha. Tại nãy giờ cũng khá lâu rồi. Cũng tạm đủ cái câu hỏi thì còn nhiều, nhưng mà để kỳ sau đi. Câu trả lời hỏi cuối cùng nè. Điều gì khiến gamer chán bỏ game sau thời gian không lâu? Mình nghĩ là có nhiều lý do. Đầu tiên là do ạc không đẹp. Ạc không đẹp thì hên xui, là nếu ạc không đẹp họ đã không đau về rồi. Hoặc là ạc ban đầu thì đẹp nhưng vào game thì có thể không đạt yêu cầu lắm. Thôi mình làm bên họa sĩ mình trách mình trước đi ha. Cái đây mỹ thuật nó không có đẹp. Cái quan trọng nhất là cái gameplay. Cái này không phải là mình chê, mình trách người game design, nhưng mà thường họ sẽ tự hiểu khi họ vào game, họ đã chơi không lâu thường, hoặc là do cái game design, có thể là cái tiến trình của game không có hay, hoặc là cái quá trình hướng dẫn tân thủ không kỹ để họ bị khó khăn mà họ rời game, hoặc là cái câu chuyện không đủ hấp dẫn, hoặc là thử thách không đủ khó, không đủ phù hợp để họ ở lại lâu. Thì nếu mà project manager trách là coi cái ạc trước, nếu ạc mà ok, thường là ra game là ạc đã ok rồi, thì tiếp theo blame sẽ là ông game designer, tức là cái quy trình thiết kế game như thế nào để người chơi họ không cảm giác muốn gắn bó lâu, thì là do cái quá trình chơi. Như khi các bạn lấy vợ vậy đó, ban đầu lấy vì nó đẹp, vợ thì hơi khó, nó quen người yêu đi ha, lấy quen vì cô đó dễ thương, cô đó xinh xắn ABC. Nhưng mà khi các bạn đi chơi với người đó mới những cái bất cập bắt đầu lộ ra, ví dụ như mỗi lần đi ăn rủ thêm mười mấy cô bạn, ví dụ vậy, người nhà thì đứa em hay mượn xe mình đi chơi, ví dụ vậy. Những cái đó làm cho người chuẩn bị yêu họ cảm giác là nó hơi phiền hà quá, họ rút lui, thì là như vậy. Chứ ngoại hình thì đã ok thì mới chấp nhận quen, là như vậy. Hoặc là quen xong rồi mới thấy hình bên ngoài không giống avatar, hay là gỡ đồ trang trí ra thấy là nhìn hoảng quá, thì cũng có thể như vậy. Hai vấn đề lớn đó. Hoặc là chất lượng mỹ thuật, hoặc là cái kết cấu trò chơi sắp xếp không ổn, là như vậy. Thì thôi, tạm thời kết thúc cái vlog số 1 của mình tại đây. Mình nghĩ là cũng đủ dài, cũng là nửa tiếng rồi. Thì hy vọng qua những cái trả lời thắc mắc với những cái bạn mà tham gia cái tour công ty này, thì qua đó cũng góp một phần nào trả lời những cái thắc mắc chung mà những bạn ở ngoài kia đang có cái nhu cầu, đang có cái ước mơ, dự định là sẽ bước chân vào cái ngành mỹ thuật 2D này. Các bạn có tìm được cái câu trả lời cho mình. Thì những câu trả lời này chỉ là cái quan điểm riêng của mình thôi. Mình sẽ tìm những cái ý tưởng, ý kiến từ những công ty mà khi họ trả lời câu này để mình feedback lại cho các bạn ở những cái vlog sau. Vlog số 1 của mình tạm thời tiếp tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái vlog sau. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Chào tạm biệt. Mình là Nguyễn Huy Thiện Chu Ly, đến từ lớp Chu Ly Art Phủ Xanh. Cảm ơn các bạn theo dõi.